Chào cả nhà. Tại bữa nay mới đội nón Christmas nè. Thì Christmas rồi, đúng không? Đây bữa nay mới có món đây. Wow. Đây nắp đây. Ở trong này có cua nè. Các bạn, này là cua Hàn Quốc các bạn. Mới chưa có ăn bao giờ. Có crawfish nè, tôm hùm đất nè. Ngay đây thì có mì cay cấp độ 2 nè. Đó các bạn. Để rau cho nó đẹp nè. Ở đây mới có hạt lựu nè, một hồi ăn không? Một hồi ăn mà ăn bây giờ luôn. Ngày muối tiêu. Chế viên, trời ơi nó làm ồn quá à. Đó bạn. Nhưng mà để không có đủ. Cái này nó bị lỏng rồi nè, mà chưa có sữa nè. Đây. Nguyên tô luôn. Nặng quá các bạn ơi. Này đi. Cua này đông đá các bạn. Món ăn hôm bữa nay là toàn là đông đá thôi. Mình sẽ ăn nguyên nồi luôn. Ăn mì á. Cái này là Mri, hồi nãy Mri hầm nước cốt dừa các bạn. Giống như hầm vậy đó, Mri xào xong rồi để cái này vô, xong rồi hầm rất là lâu luôn. Nó thấm vô cái con này luôn các bạn. Sau đó thì Mri mới để cái này. Khi mà chín rồi đó, để cái này xong rồi Mri có để sauce của nó luôn. Nghĩa là bây giờ là cấp độ 2 đây. Wow, nhìn thật sự á, mì trời ơi, mì mà mì Hàn Quốc á ngon lắm các bạn. Mì hoặc bánh gạo. Cái sợi mì của họ làm rất là dẻo. Wow, cay. Đúng lúc đang đói bụng luôn. Mình sẽ ăn mì trước xong rồi ăn cái đó cho nó chắc bụng. Chắc bụng hay là đau bụng đây không biết, cũng cay quá à. Rồi ăn dê bị phá quá. Mình ăn xong rồi đi rước hai con mắm về nè. Về sớm trước. Xong hồi mới đi chích thuốc á. Chích thuốc cho con mèo trước khi đi Mỹ. Có gạch luôn nè. Nhiều gạch quá nè. Nó mềm luôn các bạn. Không phải là nó mềm mà nó ngọt của cái nước cốt dừa luôn. Chế bèo. Trong này nó ngọt luôn. Móng tay mới chỉ sơn để mùa này thôi á, tại các bạn kêu, có nhiều bạn kêu ăn nhìn nó không được sạch sẽ.
cũng có bạn kêu sang. Mà bình thường thì mình sẽ sơn cái màu nào nhạt thôi. Rất là nhiều gạch luôn các bạn, mà rất là ngọt luôn. Đúng ra là mình không nên ăn cái này đâu, tại vì cái chỗ ba mẹ mình ở có cái tiệm buffet ăn cái này đã đời luôn, rất là rẻ luôn. Đúng là mình phải dành bụng đi qua đó ăn cái đại đời mà thôi. Thèm. Có bạn nào mà ở bên Greensboro hoặc là Charlotte, bên North Carolina hả, muốn làm video chung với mình thì các bạn cứ comment nhé. Đi qua đó thì nếu như là có cơ hội thì mình sẽ làm video chung với nhau. Mình nghĩ chắc ít bạn đó, tại ở bên đó ít người Việt lắm. Wow, nó ngọt quá bạn ơi. Tại cái thịt này nè, tươi thì mới không nói nha, tại mình cũng chưa có ăn tươi. Còn bên Mỹ mới ăn ngọt hơn, không biết tại tươi không, không biết nữa. Mà mình nghĩ chắc không tươi đâu. Nhưng mà bình thường mình hay ăn á, thì cái thịt nó lạc lắm các bạn. Cái thịt của crawfish này nè, mình nghĩ tươi thì chắc chắn là ngọt rồi, cái gì mà tươi cũng ngon hơn hết. Làm mới ăn thì toàn là đông đá thôi, nhưng mà làm với nước cốt dừa thì mới cảm thấy nó rất là ngon luôn, nó thấm. Hút cái nước trong này nè, nước ngọt nó ra nè. Chế về, trời ơi, nó đang cắn cái trọn cái giò mềm mềm. Các bạn kêu mình quay Jerry mà mình quên. Mình quên quay. Bữa nay mình đi bác sĩ đó. Bác sĩ sẽ cho mình một cái giấy mà một cái dưới trong đó có tên tuổi của nó, tuổi của con mèo á. Còn trước 2 tháng nữa không cần nữa. Anh giờ đang phân vân muốn mua thêm con mèo mà Mary thì không chịu. Tại vì chăm nó không phải là quá cực đâu, nhưng mà một con á thì mình cưng lắm, rất là cưng luôn, người nào cũng cưng luôn. Nhưng mà nếu như có 2 con á, nhiều khi mình cũng phải chia đúng không? No Jerry, no Jerry, no, nó lên trên này luôn à. Bây giờ nó biết nhảy rồi các bạn, nhảy cao lắm luôn á. Lúc mà mới lấy thì mới mua thì nó chưa đâu, chưa biết nhảy đâu. Mình ráng ăn nhanh nhanh các bạn, tại vì ăn cái này nó tốn thời gian quá, mình cũng không muốn nó quá lâu. Nuôi chị biết. Đồ ăn bình thường của nó thì mình cũng không có coi kỹ nữa, nhưng mà nói chung là họ có bán đồ ăn kiểu như là thịt hoặc là mấy cái đồ này nọ các bạn, nhưng mà lâu lâu mới cho nó ăn thôi chứ mình không có cho hoài. Có mèo á, cái trang này là cua Hàn Quốc các bạn, đông đá luôn. Mọi người không biết, nhưng mà nó mềm lắm,
Ngu chị biết. Đúng không, leo lên trên này nào. Nó mềm lắm luôn các bạn. Cái này là con đực nè. Nóng quá các bạn ơi. Wow, miếng thịt nè. Trời ơi, nó rớt kìa. Nóng quá. Cái mì này sẽ mới không ăn được các bạn. Bữa mới có mua mì cay, đó là cay bình thường thôi các bạn, không phải là cấp độ 2 đâu. Anh nhông xong ăn không chịu, anh không thích. Nó hơi lạc các bạn. Mì Hàn Quốc á, đối với mẹ mẹ thì cảm thấy nó hơi lạc. Ôi, nó leo lên bàn luôn rồi. Lấy nước nữa. Mình thích cái này tại vì mình uống ít khi nào hết lắm các bạn, nên hả mình mở nắp xong để nắp lại. Còn mấy cái lon á, trời ơi, nếu như mà uống bình thường mới có thể uống là 4 5 ngày mới hết mà. Cái lon này nè, nên thành ra để dành, nó không có nắp đậy thì nó hơi không thích. Nó chè biết. Các bạn ơi, đông đá không? Sao mà bằng của tôi được, đúng không? Với lại nhiều khi á, cua chết nữa các bạn, đúng không? Đi cua chết xong họ đông đá lại. Còn nếu là cua sống á, nó cũng còn ngọt các bạn. Tại mình cũng mua con cua nhiều khi nó rẻ, mình cũng hay mua ăn mà ăn không hết á. Mình để vô tủ lạnh, nghĩa là để vô đông lạnh á. Nghĩa là mình mua còn sống, luộc xong rồi mới để vô tủ lạnh. Mà nó thành ra khi mà cay quá bị sặc luôn, khi mà ăn nó ơi vẫn còn cái vị ngọt các bạn. Bữa nay không có rau củ gì hết trơn. Trẻ về muốn ăn cua hết con, rất là dễ luôn nè. Trời ơi, cái miếng thịt nè bự cho bá lửa luôn, phải chi cái cua tươi mà vậy ngon. Cua này nhập từ Hàn Quốc mà.
Nó chè biết rồi, nó leo lên đây ngồi luôn rồi. Ăn xong đi sẽ bồng nó cho các bạn xem. Mới mới vừa tắm cho nó. Bây giờ nó ngoan rồi các bạn ơi. Nó chịu tắm mà. Không biết chủ cũ của nó có tắm không mà nó sợ tắm quá trời. Hôm bữa mình tắm cái là nó cào mình nè, bị rớt rồi. Cào để mà nó chạy á. Nhưng mà hồi sáng mình tắm tỉnh bơ à. Ngồi yên à. Ngồi yên cho mình tắm nữa. Nhưng mà lúc đầu nó sợ nước các bạn, khi mà mở nước trở nó sợ lắm. Với lại sợ máy sấy các bạn. Máy sấy tóc á. Thì mới tắm xong là mới phải sấy tóc cho nó. Đó. Cũng giống như là có con rồi đó. Có thêm một đứa con. Trời ơi có thịt nó nè. Đã quá à. Thật ra mình nghĩ nuôi mấy con này nè, nó mà tính cực á. Con thì cực nhưng mà cực kiểu như là mấy tháng hoặc là một năm thôi, hai năm đầu thôi. Nhưng mà con mèo thì cực lâu. Cực lâu dài luôn. Nhưng mà được cái là nó tự đi vết sâm này nọ các bạn, nghĩa là mình mua cho nó bãi cát á, đi vết sâm ở đó nên nó không có đi tùm lum trong nhà. Thì hồi trước bên Việt Nam á thì cũng có nuôi nhưng mà kiểu nuôi vậy thôi, không phải là nuôi tại mình thương nó, thích nó, nuôi cho nó bắt chuột. Thích cho thích nhưng mà nói thương nó thì không có mà. Nhưng mà lần này là trời ơi gia đình người nào cũng thương. Mà bây giờ hai đứa không đòi đồ chơi luôn các bạn. Nghĩa là kêu mua gì mua cho em thôi được, mua cho baby á. Mua cho mèo. Cái này nó không được ngon lắm các bạn, nhiều thịt lắm nhưng mà không được ngon lắm. Cua này nè. Các bạn nào mà bên Hàn Quốc các bạn ăn ngon á. Ăn tươi mới nghĩ là ngon. Chảy nước bên này, chảy nước bên kia tùm lum luôn. Mình lấy cái thịt nó ăn thôi. Bên Mỹ ngọt ngon hơn các bạn ơi. Rất là rẻ luôn. Trước mưa đi Mỹ, đi về bên này cái mưa nhớ cái này nè. Nhưng mà không biết chỗ nào có bán. Làm video xong rồi đó mới tìm hiểu mới biết các bạn, chứ không là thì mình cũng thích ăn nhưng mà mình cũng kiểu như là thôi có thì ăn, thấy thì mua, không thấy thôi, giống kiểu vậy. Nhưng mà làm video thì khác các bạn, mình phải tìm kiếm cái món nào mình thấy người ta có mà kiểu như là người ta kiếm được, chả lẽ mình không kiếm được, giống kiểu vậy đó. Như là có rất là nhiều bạn yêu cầu đó. À, mình cũng ráng kiếm. Chứ hồi trước mà cũng ít khi đi chợ Hàn Quốc lắm mà. Mà từ lúc làm video cũng đi chợ Hàn Quốc nè. Mới chưa đi chợ Ấn Độ. Mới thấy ngay gần nhà mình nó có. Không biết trong đó có gì. Ờ. Ở trong đó có
Như có bạn kêu me rừng nhưng mà mình không biết chắc là tiếng Việt kêu cái gì. Trong video bắt tân có đó, có hái cái trái đó, có phải me rừng không? Nó tròn tròn rồi nè, ăn á khi mà cắn vô trời ơi nó chua mà nó kỳ cục lắm các bạn ơi, mình không biết tả sao luôn. Nhưng mà ăn xong là uống nước rất là ngon luôn, nhưng mà uống nước rất là ngon luôn. Hồi trước ba mẹ của mình có mua, trời ơi có mua ăn mà ba của mình ăn lúc đó trời ơi mắc cười lắm. Tiếc là không quay video, có quay video mà chắc không giữ, cái mặt nhăn lắm, mặt ba của mình nhăn lâu lắm rồi. Để coi mình coi coi, hình như ba ba mẹ kêu là mua ở chợ Ấn Độ, để mình đi đi coi thử có không, có món gì lạ không. Cái càng nó rớt hết rồi. Nó này miếng thịt cua nè. Nhưng mà nó không được ngọt lắm các bạn ơi. Mặc dù nó đã có nước dừa thấm rồi. Nhưng mà ăn nó, với lại mình hay ăn cua tươi á, ăn cái này xong thôi khó chịu quá. Trong đó bạn ơi, mì nó không ăn hết được đâu. Mình hy vọng là ăn cái này nó sẽ không có bị đau bụng giống như là ăn ăn trái gì đó. Ăn trái hồng với là cua gì đó. Này trái lựu. Ăn cái này cay cay nóng nóng các bạn, trong ăn cái này nó nhiều nước nhá, nó ngọt lắm, đã luôn. Mình có một món nữa nãy mình lỡ đấy ra, thực ra mình định làm cái món kia các bạn, nhưng mà tại vì phải trả đã thì nó lâu, còn cái này là nó nhanh các bạn. Nên thành ra mình làm cái món này trước luôn, rồi coi nếu một hồi mà ăn được á, nghĩa là cái bụng còn còn đói tiếp á thì mình sẽ làm thêm video nữa. Ngày hôm nay chắc hai video quá, tại cái món kia mình sợ làm nếu như để mà không có làm liền nó sẽ bị hư, nên tối nay sẽ làm tiếp. Nhưng không biết thôi mình sẽ post video này trước á. Có video mình làm trong một ngày các bạn, nghĩa là có thể mình làm hai video luôn. Đó là giống như nè mấy cái món này nè, mấy cái món này ăn giống bây giờ thì cảm giác nó no các bạn, nhưng mà nó rất là dễ tiêu luôn các bạn, nên thành ra một hồi mới có thể ăn được cái món khác á thì mới sẽ ăn, mới sẽ làm video luôn. Là làm sẵn dư một video đi. Tại vì cái bữa mà mình đi Mỹ đó, mình nghĩ quay được ngoài đường thì có, nhưng mà chắc không có quay ăn. Nên thôi bây giờ tranh thủ
làm thêm một video nè. Khi nào mới qua bên Mỹ thì post cho các bạn xem. Từ đây tới đó thì 14 tiếng lận các bạn. Kiss me ở cái. Mình ăn uống thì ở ngoài đường nhiều khi ăn McDonald's hoặc là ăn Burger King tùm lum này nọ thôi các bạn, chứ không có đi vô nhà hàng ăn. Trừ khi ở lại ngủ thì mình hưởng thụ chút xíu đúng không, ở lại giữa đường á. Mà lần này thì mình chưa biết, có thể là ở lại giữa đường đi chơi vòng không biết, không. Nhưng mà mẹ mình thì không không chịu đâu, canh dữ lắm. Canh gặp cháu dữ lắm. Ngày nào cũng phone, sợ bệnh. Nhưng mà nếu như bệnh không đi được á. Mình 3 năm mình không gặp mẹ. Rồi mắm nhỏ tính lên nó gặp lúc mình nó có 8 tháng rồi. Bây giờ là bà nội bà ngoại mà gặp là nhìn nó khác rồi, nên thành ra kia là nó không có thích, kiểu như là không có gần bằng bà ngoại các bạn, tại nó không biết á, chỉ thấy là trên video mới hai phone thôi, phone video call á, FaceTime này nè. Còn thay mình không nhớ, tại bà nội cưng quá mà. Tắm rửa đi chơi cho nó trong vòng 3 tháng. Nghĩa là mình đi qua đó 3 tháng, mà trong vòng 3 tháng đó là ở với bà ngoại không á, mà mẹ không cho mình đụng tới đó luôn á. Tắm rửa này nọ, nói chung tắm rửa dẫn đi chơi cho ăn cho uống là mẹ lo hết luôn. Nên thành ra mặc dù mình tha tha mì cũng lúc mà nó qua cũng không lớn lắm, cái đợt mới qua 3 tháng là cũng còn nhỏ. Tại nó biết đi bên đó là cái đợt đó. Nhưng mà mấy đợt sau nữa, nghĩa là cái sau cái đợt đó là nó có ấn tượng rồi các bạn, có ấn tượng chút chút rồi khi mà nói chuyện với bà ngoại nữa, thành ra mấy tháng sau mới lại đi tiếp, nghĩa là một năm đi 2-3 lần, nên thành ra nó có nhiều ấn tượng với bà ngoại hơn. Còn Tiana thì không, Tiana thì nhiều khi phone xong rồi sẽ hai đi hai bye vậy thôi, không biết nói gì á, giống như kiểu như mình cũng bà ngoại nhưng mà cảm giác nó xa xa cách á, mình không có gặp á. Bạn ơi, ăn cái này nè. Ủa đâu rồi? Chỉ trong lúc ăn này ngọt quá. Uống cái này cảm giác nó lạc luôn các bạn. Tại cái này nó lạnh. Uống vô là thấy lạnh trước xong mới thấy ngọt. Mà cái này nó ngọt. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn nhớ ủng hộ Mê Mì nhé. Đừng có bỏ Mê Mì nữa nhé. Các bạn share video cho Mê Mì luôn nhé, cho các bạn khác cũng xem nữa. Mê sẽ hẹn gặp các bạn trong video tới nhé. Bye.